quay trở lại với Cao TV. Ui, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Ào ào luôn. Tiếng gì không? Đây cho mọi người xem này. Ngập lũ. Đây. Anh em mình đi ra để tắm lũ. Hôm nay anh em mình sẽ đây cho mọi người xem nhá. Đây cho mọi người xem này. Đây là khu vai ve anh em mình hay làm đồ ăn đây. Đây nước ngập này. Ấy, kìa. Ngập hết cả đường đi rồi này. Ôi, ngập đường đi. Đây trên này này. Ngập hết rồi này. Anh em mình tắm đây. Ui. Tắm đây lốc xoáy chưa? Bắt cá. Đây trên này ngập hết rồi này. Lúa này. Dùng lúa ngập hết này. Ai? Đây, anh bảo mày chạy lên kia mượn bà đấy ha, lấy hai cái chậu trên bà đang ném phân trên kia cả đấy, mượn hai cái chậu anh em mình sẽ có trò chơi ở cái suối này nhá. Đây trượt thử ngồi lên cái chậu, để anh em mình sẽ trượt từ trên này này đấy xuống tiếp từ kia đấy, kinh điển không mọi người. Đây cho anh em mình hay chơi ở đây này. Úi chà, đúng quá cục. Nhanh lên. Mọi người có thấy ồn không? Bây giờ anh em mình chơi đây, đội mũ bảo hiểm vào cho nó chắc. Anh em mình chơi nước chảy. Nước chảy này đúng. Đó hơi nguy hiểm tí. Đúng là cá này chết đi. Như anh em mình sẽ bắt cá ở đây để làm món gọi là kinh điển. Đây. Cá siêu nhảy. Đây đó, trồng trồng. Cá là mình lấy được không? Con nào? Đây nó đau. Trượt nước. Đấy, lên. Đóng vào. Rồi. Đóng vào luôn đấy. Anh em chờ nha. Đi lên. Nó chạy đây. Đi lên.
Ui, hãy là nó chăn mẹ này. Im im. À, dốc nó lên. À, dốc cứu, cứu, cứu cả. Đưa đây, đưa đây. Đưa đây. Văng nước rồi nha. Mày dốc thì tao thổi. Dốc nước đi. Chống như kiểu trong người, cứu người à. Cứu người cái gì? Chết rồi. Gà nhà ai bị lũ cuốn mọi người ạ? Chết tôi. Xuống đây này nó bị sóng nó cuốn, chết tôi luôn. Chết rồi. Đang đi trả người ta đây. Nguồn thịt á? Ờ, để thịt luôn. Ê, nhưng mà có biết của nhà ai đâu. À mà không biết của nhà ai thì mới chi. Nhà mình hết. Làm luôn. Con này chết tôi chết đuối lên anh em mình. Các bạn không nên ra những cái chỗ lưu liếc này chơi nhá, nguy hiểm nhá. Anh em mình may là đây, nguy hiểm lắm này. Gà chết đuối rồi này. Gà chết đuối. Thôi đi. Ê, anh em mình lên đây thịt đây. Có món rồi. Thịt bây. Bây thịt. Hả? Sao mưa tiếp rồi. Ờ, chúng tôi đi sang lấy chậu ra. Sau khi cứu đuối không thành công mãi. Anh em mình mang về lột. Em gà nó cũng đã qua đời mọi người. Nhưng mà vẫn trắng như ngọc trinh. Thấy chưa? Giờ anh em mình sẽ hấp nó lên. Ăn cá mãi mấy hôm lúc ăn cá mãi chán quá rồi. Bây giờ mình sẽ hấp ạ. Cảm giác hấp sản nhạt nhẽo nhỉ. Chẳng ngon đâu. Chờ tao đi. Anh em mình nấu cái gì? Tao vừa tia thế này. Cái gì? Từ từ chờ tí. Anh lột con xác con này nhanh nhỉ. Một vai cả. Nó đáng để thế nào. Xòa, con này mà xé thôi rồi. Em đây hấp cái gì đấy? Em chẳng thích thơ. Mày thích tiền. Văn thơ này là làm gì? Sao anh chèo chèo không tàn hột? Mít tàn hột nè. Anh biết thì chả hột. Hột như hột dứa ấy nhỉ. Ồ, sao anh bổ hay thế? Này, quay đi quần lại, quần vào đồng cất gà đi. Quần thế nào? Rồi đấy. Tia gì? Anh ăn trộm không phải sao đẹp thế? Trộm là mày cứ suốt đời mày chỉ biết đến ăn trộm thế à? Ăn trộm. Ngoài ăn trộm ra mày không suy nghĩ được cái gì, điều gì nó mới mẻ gì anh đưa em một khúc mà. Ăn nó non sao? Để em thử xem. Có. Trời ơi, anh để cả phản nhá. Ăn được à? Em một khúc. Cứ ăn là cái gì? Thử. Đây. Nó xả xuống dưới. Thơm phết đấy.
Mày lấy tao ít dầu ăn đây, nhanh lên. Làm gì? Cứ lấy ra đây. Không phải lấy. Nhiều cũng ăn rán rồi, cũng ăn cả rán rồi. Rán? Mày đòi mất. Rán? Rán? Chả rán. Ai bảo mày là rán? Thế cho mày chả rán à? Không rán. Nào, lấy ra đây. Nào là... Để ăn ra rồi. Mày cứ để mà xem tí nó lại ngon rồi. Đợi, đớp như chó. Đâu? Đâu ăn đâu? Trong đấy. Mày có tin tao bảo cho mày một bát gai sang không? Hả? Tao thì mày tin thật tao dốc hết vào mồm mày không? Đếm ạ! Vớ vả một phần. Nhầm. Mày thích nhầm không? Thế có tới đâu? Nhầm. To bằng cả bốn thằng ăn mày trong đấy. Tất rồi. Có nước đâu. Đấy. Kiểu sau tí nước kiểu thâm xì như kiểu là đi trâu nhé. Thâm xì gì? Đấy. Đốt. Chuẩn bị ra đi. Nó thâm thâm bật gì. Cái này xuống nó nhỏ nhỉ. Không phải. Đi ra suối tắm suối còn... Không cứu được nhưng mà về vẫn cắt được tiết. Ra suối tắm suối mà áo vẫn bị chết đuối. Mày ngu lắm. Con nhà quê. Mày nhà gì ấy? Mày nhà phố à? Con nhà em nhà nông. Không phải nhà quê à? Không. Thế này là chó gì ở rán mà không phải rán. Chó rán nổi lửa lên em. Thế này chả rán à? Không phải rán, nổi lửa lên. Tí không ăn được cũng bảo, tí không ăn được anh mang. Này không ăn được sẵn đây này. Chắc không ăn được anh em chỉ có cả trong chuẩn bị luôn. Okay. Tao mong tao đang chửi nó lớn để tao thịt này. Mở cái kia ra. Mãi chả lớn nhỉ, mãi nằm đống. Này này. Kiếm kìa. Kiếm bật cho lúc thì chín rồi. Đó, ok. Thôi bây giờ chỉ đợi thôi. Tụi anh đi đâu chơi, đi đâu chơi. Ừ. Cứ mở hết em ngồi. Ừ. Được đấy. Mở hết em vẫn vị. Vị gì nhá? Vị xả, mình làm em nghe chơi ăn hết rồi. Thấy chưa? Không ra chưa? Ui. Chín chưa? Chưa đã. Nhưng mà nước này chả có chín đâu. Sao lại không chín? Chọc ra là biết chứ nào. Ui, sao đây? Chín nước à? Chín rồi, chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Ôi, cháy ở dưới này. Tắt bếp. Cháy vàng này. Để chín rồi không? Đâu mà nhìn bếp vào đây như thế nào? Cả ra luôn mà. Hầu bếp đấy. Cái mùi cả cho bếp rồi. Chờ hai đi. Đấy. Thôi xong đấy, tao lấy muối. Đấy. Đói lâu lắm rồi mới được lên mái tôn ăn này. Phong cảnh thôi rồi. Ý, phong cảnh sắp mưa rồi. Chị anh có quảng cáo anh làm nước sốt ngon. Nước sốt nhưng mà hôm nay chanh mắm ngư này. Chanh chả có chả có cái gì. Chanh chả có chả có cái gì. Mời các bạn nhé, mời các bạn cái chân gà nhé. Ui, chân gà chết đuối siêu không có khổng lồ. Chết đuối nhưng mà vừa mới chết nên là cứng lắm. Mình vẫn lấy được. Ui chín này, ui dưới này này, cháy này, ui vàng nhá. Ui chín đấy, chín không anh? Quả này chín không? Cái này phụt phát vào quả. Sao mày mắc đấy kìa. Ngon. Ui trăm mười mít rồi, hay lắm. Sao? Mười ngay ngái à. Ngay ngái à? Mười mít xanh ngái lắm. Xem nào, thử ra. Đây trời ạ. Em tao thử trước. Em thử. Mày không. Tự lấy mà đấy. Em thử trước. Rồi, mời mọi người nhá. Ơi. Chấm phát. Em tự xem.
dài thế. Là để nhà ai? Mời tất cả mọi người nhé, miếng mông mông gà chết đuối nhé. Mùi mùi mít. Mùi mít lắm. Mùi ngai ngái à. Ngọt hơn. Ấy mít chín nhỉ đấy. Ngọt hơn nhưng mà chả mới ngon. Em thích ăn mông nó này. Chả ngon đâu. Ngon ngái à. Ngái lắm. Nhưng mà đang đuổi. Phí ở con gà. Thế anh có ăn không? Không, tao cố gắng ăn nốt cái đùi thôi. Em cố ăn nửa con. Ngay ngái. Không ngái. Thế bắt cá lấy cho xong nhỉ. Đúng rồi này, bắt cá nướng còn sướng hơn. À mai ra bắt chay chay kiểu gì nó cũng trôi xuống. Thế á? Chú cũng bao giờ nó cạn. Mấy năm nay nó cũng bớt rồi. Cạn nước. Ui trôi trôi thế nào được qua rồi. Trôi đấy. Cạn quyết à. Tính mấy con gà. À mà cũng không phí. Gà chỉ đuối này. Trông mũi trắng vẫn kia nhá. Vẫn mình vẫn cắt được tiếp. Tiếp rồi. Anh chẳng bỏ lít nói. Đây này, khêu phát hết. Đấy. Các tưởng mày thích ăn cái đấy. Ai thích ăn cái đấy? Nhà mày thích mà. Ai chả thích. Cả nhà mày thích cơ mà. Anh ăn đi. Mời các bạn miếng. Cái gì đấy? Bình dầu. Gà. Cái đấy gì? Chó. Em đang cái cánh. Anh ăn cái đầu. Em miếng phao câu. Anh làm cái củ. Anh nặng nhỉ. Tính anh đi bà. Bà là đi đâu? Bà Thái. Tao lại bà. Tao tưởng là ba sàn nữa. Bà Thái. Hôm nay đi nhân làm thơ. Bọn là ba thá này nhỉ. Mấy anh trong ba thá. À, mọi người biết ba thá là gì không? Là nơi không có nỗi buồn. Nổi tiếng đấy còn. Điên à? Để tao giới thiệu. À, trung tâm ba thá xin. Nói chung là chỗ đấy là một thiên đường mọi người. Không có nỗi buồn, toàn niềm vui thôi. Nhưng mà toàn người đấy. Tớ sợ ra ngoài lắm. Tại sao? Vì tớ sợ con gà nó mổ. Anh hỏi à? Vì tớ là hạt đậu xanh mà. Ui, hạt tóc ở dưới lỗ đít nó này. Trời ơi. Anh làm vậy kìa. Nếu mà luộc lên khả năng sẽ không có mùi mít nó ngon hơn. Mà thôi không sao. Có cái ăn là tốt rồi. Mà cũng nên nổi thế này các bạn. Thế này nó mới lâu hết. Mày thì cái gì mày chả lớp. Mày còn bệnh ra làm gì. Anh lấy em một cái đùm trứng non này. Trứng vỡ hết rồi rồi. Non mà. Khéo bây giờ ngoài rồi khéo có khéo tí ra tắm tiếp rồi. Khéo có lợn nữa đấy. Lợn trôi ra đấy. Được rồi, em ta đang chầm. Quay. Con chó kìa. Nó vừa bị lũ chìm vào mấy van mà chết nhỉ. Thì tao còn tí nữa trôi mất đấy. Quả bát luôn gà tao thấy mày trôi xuống tao tưởng mày thôi xong. Võ công gần mình. Thì người đi tao. Nó quấn một phát xuống tận dưới kia. Không nên ra suối tắm nha mọi người nhá. Rất là nguy hiểm. Đặc biệt là trẻ em. Em vào bờ chứ anh ơi. Loại này này chân nữa sứt đây nghịch thì xuống thật đấy nhưng mà phải trang bị đồ bảo hộ cơ. Áo phao này, băng chân này, bảo tay này, băng dầu bảo hộ mà không có oxy thì cũng chết hết nhé. Ngọt anh này không nên nấu với cái gà với mít mà nhỉ. Anh thấy à, con gà này. Cái gì? Quan trọng gì? Mất cả ngủ. Chẳng ăn. Kèm cho em ăn nhãn. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Mẹ gà vừa vào, con gà chết đuối mọi người. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng. À,
kênh ẩm thực của mình chưa mở được cái comment ra. Chán thế. Thì các bạn cứ giả vờ comment đi. Giả vờ comment đó. Nếu các bạn thích clip của em thì sẽ để lại một like, share, comment, đăng ký kênh cho mình cả nha các bạn nha. Bye bye. Chào tất cả mọi người nha.